Hai anh em đang xem cá. Cá. Con cá gì nào? Cá vàng. À, hai anh em nước. À, cá vàng trong bể nước á, hai anh em đang xem con cá này. Ở trong bể có mấy con cá vàng rất đẹp này các bạn. Ta đi nhá. Để bố quay. Ôi, con cá nó chạy rồi, nó sợ bông hay sao ấy. À, cá to chưa? Bông xuống đi. Này, con này to nhỉ, nào nhỉ? Con nào to nhất? Con này 2 con. Nam có biết hát bài con cá vàng không? Không. Bà không ơi, bà. À nhỉ, bông bà hát bài bà ơi, bà. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Biết hát mỗi câu đấy rồi à? Ơi bà. Bà ơi bà. Hoan hô, bông hoan hô anh Nam đi. Còn bông mới được 2 tuổi nên là chỉ biết hát mỗi câu bài bà thôi. Tóc bà trắng. Anh em xem cá. Nam thích con cá màu gì? Màu trắng á? Đem gì con màu trắng, chỉ con màu vàng, con màu đen thôi. Con màu vàng à? Thích con đấy á? Thế bông thích con nào? Thì bắt con đấy nhá. Được không? Đó. Ở đây có 3 con cá vàng. Ôi nó chạy này. Đánh thì nó sợ nó chạy đi mất rồi. Có thuộc bài con cá vàng không? No. No à? Diệt. No, no, no. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Bà trắng như mây. Bà trắng như mây. Bố hát bà ơi bà. Bà trắng như mây. Phải không nào? Phải không? Bà cũng hát bài bà đi. Anh em bỏ chân ra. Anh em bỏ chân ra để cho em ngồi. Này, con cá này nó vào hết chỗ bông rồi. Bố con cá này bố vào nhau. Nó nhỏ đi. Con cá này có trơn không nè? Không. Con đập nhẹ thôi cũng nó sợ nó chạy mất đi. Con này vảy nó bị làm sao? Con này đẹp này. Nam nhỉ, con này đẹp chưa? Con này vảy. Ở đây con này cũng đẹp. Con kêu nào? Đấy, con xem đi. Nó đẹp chưa? Thích không? Con sâu. Con gì? Con sâu.